Năm mới cháu chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Vâng, và phiên bán hàng của đầu xuân năm mới hôm nay thì hai bố con em xin được chúc các bác yêu lan trên toàn quốc có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang thịnh vượng. Và trong phiên bán hàng hôm nay thì hai bố con đã có những cái giò lan đẹp đang nụ đang hoa và chuẩn bị mùa hoa của Lai Châu rồi. Tháng 4 là mùa hoa nở rộ nhất của Lai Châu, tất cả bắt đầu từ cái tháng này trở đi thì bắt đầu nở rộ. Năm nay năm nhuận nên là năm nay đúng ra giờ này là gà và u lồi đó là rực rỡ, ở xong đến hạc vĩ, kèn và các dòng lan khác, chồn, tất cả cẩm báo các thứ là lan của Lai Châu là nở rộ, hoàng thảo tam bảo sắc, trúc mảnh các thứ. Tuy nhiên thì năm nay năm nhuận nên là hoa nở muộn. Và phiên thì không để cho các bác chờ lâu, phiên bán hàng ngày hôm nay thì hai bố con lên luôn cho các bác những cái giò lan đẹp. Đây các bác, đầu tiên các bác nhìn đây, đây nụ hết rồi đấy, các bác nhìn nụ hết rồi nhé. Đây thân nụ hết rồi, tất cả một thân nụ, hai thân nụ, ba thân nụ, bốn thân nụ, năm, sáu, rất nhiều thân nhỏ này cũng nụ rồi. Đây các bác nhìn này, đây là một cái giò đen rô úc mắt đen số 16, có giá 200, mở hàng số 16 nhá, số rất đẹp, 260.000 đen rô úc mắt đen số 16 có nụ hết rồi các bác nhá, số 16 260.000. Vâng, đây các bác nhìn này, nụ to đây rồi nhá các bác nhá. Này đấy, các bác nhìn xem, số 17 cũng có giá 260.000. Đây các bác nhìn nụ to hết rồi, yên tâm nở hoa rồi. Đấy, đây các bác về chỉ việc coi như là tưới thôi. Em sẽ hôm nào gửi cho các bác, em sẽ cho phân dê vào đây. Em sẽ cho phân dê đây, em chưa cho phân dê vào nhá các bác nhá. Em sẽ cho phân dê vào đây. 260.000. Rồi. Tiếp theo các bác nhìn này, một cái chậu kiều vuông lộc bắc cực kỳ đẹp các bác nhé. Lai Châu khí hậu lạnh nên là chưa nở hoa được, các bác nhìn này, nếu mà tính ra nhú cái mầm nụ này lên nhé, phải đến 20 cái nụ này các bác nhìn này, cây nào thân nào mà đa số là thân hoa, thân nào cũng nụ hết rồi, thân nào cũng nhú lên hết rồi các bác ạ. Kiều vuông lộc bắc số 03 có giá 500.000 các bác nhìn nhá. Đây em trồng đây, dưới vỏ thông nhỏ, trên là dớn cái rễ của cây tổ quạ. Đây các bác nhìn này. Đấy. Lạnh quá. Giò này rất là đẹp các bác ạ, nhú nụ hết rồi. 500.000. Số 03 kiều vuông lộc bắc. Lên đầu tiên là đầu xuân năm mới, lên những cái sản phẩm mà đang có nhú nụ nhú hoa cho các bác. Em lên cho các bác một cái giò hoàng phi hạc. Đây các bác nhìn xem, cũng nhú nụ nhú hoa hết rồi, hoàng phi hạc. Đây các bác sừng hết rồi nhé. Đấy, hoàng phi hạc số 15 cũng có giá 260.000. Đấy, tiếp theo một giò hoàng phi hạc. Tiếp theo giò hoàng, con để ra đúng chỗ đây, các bác nhìn nụ to hết rồi. Hoàng phi hạc tiếp theo cũng có giá 260.000, đó là số 14. 260.000. Vâng. Đây là giò thập hoa. Một giò thập hoa sum xuê như thế này. Thập hoa thì sẽ nở muộn hơn so với cái dòng lan khác của Lai Châu, đó là nó nở vào tháng 8 và tháng 9. Tháng 9 nên là hoa muộn hơn so với các loài lan. Muộn nhất là cáo phi điệp vàng. Phi điệp vàng đấy, thì thập hoa chỉ nở muộn hơn một chút. Đấy, nên là giò thập hoa này có giá là 260.000 số 13. Bảng dớn bộ rễ khỏe, các bác yên tâm, sum xuê như thế này, 260.000 thôi. Tiếp theo em lên cho các bác sản phẩm này. Nói thật với các bác là chuẩn bị đến mùa hoa là xuống lá sao hoa rồi. Một cái dòng hoa mà thân thì bé nhưng mà nó lại rất sai hoa, hoa thơm, hoa đẹp. Một cái dòng mà gần như bây giờ cũng rất là hiếm bán trên thị trường, mà em đây cái giò này thuần trên một cái bảng này lâu năm rồi. Đấy. Đây các bác nhìn cái riêng cái dòng, đây là một giò nghệ tâm các bác nhá. Cái dòng nghệ tâm ở đây vừa mầm gốc lên này, với hai nữa là những cái thân nào nó chưa ra hoa là nó đẻ nối hết sum xuê như thế này. Đấy, giò nghệ tâm số 12 có giá 390.000. 390.000 một giò nghệ tâm. Và giò
Kiều vàng. Tiếp theo đây các bác, em lên cho các bác một cái tác phẩm kiều vàng, một dề lá mít. Một dề lá mít luôn nhá, đang sưng rồi. Một dề lá mít luôn, toàn thân hoa hết. Các bác nhìn ghép trên cái lũa đẹp thế, đẹp như thế này. Ngồi tựa, kiều ngồi tựa lên như thế này. Lên một cái thế này, bộ rễ đây các bác. Ăn bám hết ra rồi, phân bón đầy đủ rồi. Một dề kiều, tác phẩm kiều vàng lá mít. Có giá rồi, kiều vàng lá mít này có giá 01, có giá 480.000. Giá rất hợp lý cho các bác sưu tầm nhá. Cẩn thận những cái gì nặng thì mình cố ấy cho. Đây là tròn số 04, 700.000. Vâng, một tác phẩm. Hôm nay là hôm nay đầu xuân năm mới này, lên những cái giò lan phải nói là rất là đẹp cho các bác. Các bác nhìn này, bác nhìn cái giò trồn chất lượng không? Chất lượng các bác. 700.000, giò trồn số 04, 700.000. Cực kỳ chất lượng luôn, giò trồn số 04, 700.000. Vâng, tiếp theo lên hết trồn các bác. Từ từ lên trồn các bác, đến đầu hết đến đấy. Một tác phẩm trồn tiếp theo. Bác nhìn này, khai xuân toàn ra những giò đẹp. Giò trồn số 05, các bác nhìn này, ăn nắng vàng ươm. Ăn nắng vàng ươm luôn. 05 có giá 600.000. 600.000. Em thì trồn em không ghép chậu, toàn ghép lúa đây. 05 có giá 600.000. Vâng. Đây có một giò trồn nữa, giò trồn này. Đây các bác nhìn này, giò trồn này, giò trồn số 07, các bác nhìn đẹp chưa, ghép đẹp chưa, xum xuê luôn, đẹp cực luôn. Giò trồn số 07 có giá 400.000, rất đẹp nhá, rất chất lượng. Đấy, bộ rễ khỏe mạnh, yên tâm, các bác về chỉ việc chăm tưới rồi, phân bón đầy đủ rồi. Giò này nặng. Giò này một giò cẩm báo. Mấy cây? 6 cây, 2, 4 5 cây to đẹp cẩm báo. Có một vòi hoa này. Một cây đâu? Hai vòi hoa. Em mới thấy hai vòi hoa của hai cây bên này thôi. Đây là một cái cẩm báo một dề nhá các bác nhé. Một dề. Nhưng mà rễ, bộ rễ của nó xoắn vào nhau nên là em tách nó ra. Nhưng mà cũng em ghép một cái lũa này, lũa tốt, cây máu chó gỗ tốt, nhưng mà nó nặng, hơi nặng một chút, nhưng mà dùng nếu các bác mà muốn lấy giò này về thuần thì có mà cứ như thế này thôi, không bao giờ phải thay giá thể luôn. Giò cẩm báo này có giá 600.000. Giò cẩm báo số bao nhiêu đây, số 08 có giá 600.000. Bây giờ kiếm được những cây cẩm báo mà lá như thế này, to như thế này là cũng hơi khó rồi các bác ạ. 600.000 cẩm báo số 08. À đây, lên cho các bác cái này. Các bác cái này hôm qua dân mang về đây, người Mông mang về một cái đơn trồn cho các bác ghép đây. 1, 2, 3, 4, 5 cây. Cây này một mẹ, một mẹ hai con. Cây to này một mẹ hai con, có giá 450.000. Đây là đơn trồn không số nhé, đơn trồn rời ghép cho các bác này. 450.000. Cây như thế này. Đấy, đôi dề trồn không số 450.000. Về cho các bác ghép, tùy các bác, qua ghép vào dớn, ghép vào lũa nào thì ghép. Qua dân mang về đây. Vâng. Và để tiếp theo thì em lên cho các bác những cái sản phẩm tiếp theo. À, còn một cái giò này nữa. Còn một giò long tu xuân. Bao nhiêu thân hoa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 thân hoa. 2, 3 dề. Long tu xuân số 11 có giá 400.000. 400.000 cho cái giò long tu xuân này nhá. Long tu xuân này sẽ nở vào, nó hàng không phải, đây là không phải long tu Di Linh. Nó không nở vào Tết.
mà nó sẽ nở cùng với vào tháng 4, tháng 5. Đấy, tháng 4, tháng 5, Long Tu Xuân. Đấy, 11.400.000. Tiếp theo, em phải lên cho cô bác một cái sản phẩm rất là đặc biệt hôm nay. Đó là gì nhỉ? Vẩy rồng. Đầu tiên lên cho cô bác một cái giò vẩy rồng nguyên bản này đây. Nguyên bản trên một cái cành cây, cái rễ cành cây các bác. Đấy, giò vẩy rồng nguyên bản trên một cái cành cây. Số 10 có giá 400.000. 400.000 cho cái giò vẩy rồng nhìn thế này thôi, như cái dao hoa vàng rực đẹp cực luôn. Mà cái dòng này nó chịu hạn, chịu nắng, càng nắng càng hạn thì nó càng càng sai hoa, và hoa nó cái vòi cái bông nó càng to các bác ạ. Đấy, nếu các bác nào lấy mà yêu cầu thì em sẽ buộc phân dê vào đây, hai bên này mỗi bên một phân dê các bác yêu cầu nhá. Còn các bác có rồi thì thôi. Đấy, bởi vì em dân mới mang về cho, mang về bán cho. Lại tiếp tục, mày lên ba giò vẩy rồng đặc biệt cho các bác. Giò này một dề đây nha, đây là vẩy rồng một dề ghép trên một cái bảng gỗ, đây đúng một dề luôn. Giò này nhẹ thôi. Đây, nhưng mà cái gỗ này là gỗ ngứa nên là hơi mục rồi. Giò vẩy rồng số 08 có giá 500.000. Các bác nhìn chất lượng không? Đẹp, thuần lâu năm rồi. Đấy, các bác nhìn những cái cây già của nó này. Nó là một dề nhá, cẩn thận con buộc vào, chẳng nó rơi cái đồng nát hoa. Vẩy rồng số 08 có giá 500.000. Vẩy rồng số 08 500.000. Tiếp theo lên tiếp một cái giò vẩy rồng nữa. Một con giò đẹp cho các bác tài xuân năm mới. Cũng là một dề luôn. Một dề ghép trên bảng gỗ luôn các bác nhìn này. Một dề luôn. Một dề luôn đây các bác nhìn này, cây tổ quạ này, có một số một cây tổ quạ, hai ba cây tổ quạ trên này luôn. Đấy, có giá 480.000 tỏ về vẩy rồng số 09. Có giá 480.000. Rất là đẹp, đúng không các bác? Và tiếp theo, em lên cho các bác một cái giò. Hôm nay toàn hàng đẹp thôi. Hay dạ. Đây các bác nhìn này. Một giò kiều tím miền Trung nhá. Một giò kiều tím miền Trung, đây là một dề luôn. Một dề ghép trên một cái cây gỗ này luôn. Đấy, một giò kiều tím miền Trung, đây là một dề. Một dề luôn, rất nhiều thân hoa mà đang sưng rồi. Riêng cái dòng kiều này thì kiều nào cũng thế, có khi cái thân năm trước nó ra hoa rồi nhưng còn mắt năm sau lại ra hoa. Có giá số 02 1.500.000. Giò kiều tím miền Trung, rất đẹp các bác ạ. Kiều tím miền Trung 1.500.000. Kiều tím thì nó đắt, hàng dề này thì nó càng đắt hơn. Đấy. À, lại lên một số tác phẩm nữa. Đây, hôm nay toàn tác phẩm đẹp các bác ạ. Đây các bác này, có thấy đây là một giò vôi nhé. Giò vôi ghép trụ tròn. Đấy, giò vôi ghép trụ tròn, cái này thì mình nghĩ chưa lên đơn à. Giò hoàng thảo vôi, cái này số 10 mấy? Số 10. Ôi, gọi là số 18 đi. Giò hoàng thảo vôi số 18 có giá 480.000. 480.000, giò hoàng thảo vôi số 18 480.000. Vâng. Có hai giò vôi ghép trụ tròn các bác ạ. Phân bón thì đầy đủ rồi. Tiếp theo, một giò hoàng thảo vôi nữa, cũng kiểu ghép như vậy. Đang xuống lá chuẩn bị hoa rồi. Hoàng thảo vôi một dòng chịu hạn, chịu nắng tốt và hoa rất là đẹp, bền, hoa thơm. Đây, phân bón đây các bác. Hoàng thảo vôi số 19 có giá cũng 480.000. 480.000, cái dây đấy để lại coi. Cái để lại. 480.000. Các bác nha. Hoàng thảo vôi số 19 480.000. Ngồi ra đây con. Vâng. À, video đầu xuân năm mới thì hai bố con lên những cái giò lan rất là có đẹp có tại vườn, rất mong các bác ủng hộ. Một lần nữa hai bố con xin được chúc sức khỏe tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc, một năm mới dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Rất mong các bác ủng hộ. Em xin chào và tạm biệt các bác nhé. Chào các bác.